Thẩm mỹ viện bác sĩ Long hân hạnh tài trợ chương trình này. Chào mừng quý khán giả đang đến với chương trình Đẹp cùng người thương. Chương trình được tài trợ bởi Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ bác sĩ Long và được phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần lúc 10:45 trên đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay một người xuất hiện trong chương trình của chúng ta với một diện mạo hoàn toàn mới và cực kỳ xinh đẹp sau khi được bác sĩ Long phẫu thuật thay đổi sắc diện. Và trước khi gặp nhân vật của chương trình ngày hôm nay, Ngọc Hảo xin mời quý vị và các bạn cùng xem lại những hình ảnh của bạn trước phẫu thuật quý vị nhé. Em tên là Hồng Trinh, năm nay em 19 tuổi, em đến từ Bình Thuận. Công việc của em thì làm nhân viên sale nữa, nên là em cần có một vẻ ngoài tự tin hơn. Để khi mà em giao tiếp với khách hàng thì em sẽ thấy tự tin hơn khi nói chuyện với khách hàng. Môi trường em làm việc nó có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nên em cũng ước mơ mình cũng xinh đẹp như người ta. Gia đình cũng có khuyên là thôi khỏi làm đi, là tại vì ba mẹ thấy hoàn cảnh nó không có được ổn định, nên là cũng khuyên là thôi chấp nhận vậy đi, đừng có làm. May mắn vậy em được chương trình chấp nhận. Dạ Hồng Trinh, Ngọc Hảo rất vui khi được gặp lại em ngày hôm nay. Dạ em chào chị Hảo, chào quý vị và khán giả. Em tên là Hồng Trinh, em đến từ Bình Thuận và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn, mọi người đang nhìn thấy một cái sắc diện mới của Hồng Trinh. Thì ngay bây giờ chúng ta cùng nghe Hồng Trinh chia sẻ quý vị nhé. Câu hỏi đầu tiên thì Ngọc Hảo muốn hỏi Hồng Trinh là em có hài lòng với cái sắc diện hiện tại của mình không? Hiện tại em đang rất là hài lòng và mọi người cũng khen em rất là nhiều luôn. Ngay bây giờ chắc là Hồng Trinh phải chia sẻ ngay và liền với quý khán giả là bác sĩ Long đã phẫu thuật những gì trên gương mặt của em mà có thể thay đổi một cái gương mặt hoàn toàn mới như vậy. Dạ bác Long nâng mũi cho em và thu gọn cánh mũi với lại nhấn mí nữa. Làm cùng một lúc ba cái phẫu thuật như vậy luôn? Dạ đúng rồi. Và ngay bây giờ Ngọc Hảo nghĩ rằng Hồng Trinh hãy chia sẻ cái quá trình và phẫu thuật diễn ra như thế nào để quý khán giả được biết cái quá trình đó ha. Xin mời em. Dạ, sau khi em nhận được gói quà tặng từ chương trình và được bác Long tư vấn cho nâng mũi với lại thu gọn cánh mũi và nhấn mí, thì sau đó em được anh chị điều dưỡng đưa lên phòng phẫu thuật. Rồi từ khi mà lên tới phòng phẫu thuật thì cái quá trình chuẩn bị nó có lâu không? Dạ không chị nhanh. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì là mình bước vô cuộc phẫu thuật luôn hay là phải chờ, phải bác lên là phải làm qua những cái công đoạn nào nữa? Dạ có, bác có dẻ mũi cho em trước, dạ xong dẻ mắt nữa. Xong rồi em làm luôn một lượt hết luôn. Thì rồi cái quá trình thiết kế cái mũi mà của em thì diễn ra lâu không? Mũi của em thì chắc làm tầm 40 phút á, còn mắt thì làm cũng 30 phút à. Và làm xong thì em không có bị đau gì luôn. Nhưng mà tối về thì em có bị đau nhức nhẹ thôi. Nhưng mà sáng ngày mai là hết liền à. Là nhức ở cái vị trí này? Dạ mắt chị. Mắt là còn mũi thì không đau dạ, gì không? Dạ. Cái phương pháp nâng mũi của em là bác đã dùng cái phương pháp gì? Nâng mũi gì? Dạ em nâng mũi vào sườn tay hả? Dạ đúng rồi. À, thường thì Ngọc Hảo thấy là nhân vật hoặc là những cái khách hàng chia sẻ thì làm cái phương pháp nâng mũi vào sườn tay, cái mũi thì không có đau, nhưng mà nó đau ở cái tay. Thì em có bị không? Em đau nhẹ chị. Khi mà em phẫu thuật về là em làm việc liền luôn á, không có nghỉ ngơi luôn. Không sưng luôn hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em làm kết hợp một lần nhiều cái phẫu thuật như vậy thì cũng không sưng luôn. Dạ. Nó có bị sưng nhẹ thôi, 2 ngày là nó hết à. Rồi cái mắt của em là bác đã dùng phương pháp gì? Dạ nhấn mí thì trước tiên thì bác Long có lấy cái dụng cụ bác đặt lên mắt em rồi vẽ. Dạ vẽ xong thì bác
lành luôn cho em. Và bây giờ thì Ngọc Hảo muốn em chia sẻ thêm một chút xíu cho Ngọc Hảo cũng như quý khán giả được biết là sau khi mình thay đổi cái sắc diện của mình rồi thì cái cuộc sống cũng như công việc của em có gì thay đổi không? Dạ, dạ sau khi em thẩm mỹ xong thì có rất là nhiều người khen và em cũng thấy tự tin hơn khi mà giao tiếp nữa. Thì công việc của em cũng thăng tiến hơn chút xíu là bây giờ hiện tại em đang chốt sale được với khách hàng nhiều hơn. Dạ, thì lúc trước em chưa thẩm mỹ á thì em còn khá là rụt rè nên là nói chuyện cho khách hàng cảm giác kiểu chưa tin tưởng á, nên em chưa có chốt được nhiều đơn cho lắm. Nhưng mà bây giờ thì em tự tin hơn lúc trước. Do em làm trong ngành thời trang ha, thì cái ngoại hình của mình cũng là một cái việc, một cái rất là quan trọng đúng không? Quý vị thấy không, khi chúng ta có một cái ngoại hình ưa nhìn cộng với chúng ta tự tin hơn về bản thân mình thì mọi việc trong cuộc sống nó sẽ thuận lợi hơn, chứ không phải là làm phẫu thuật thẩm mỹ xong thay đổi tướng số, thay đổi về vận mệnh thì chúng ta sẽ được thay đổi. Ngọc Hảo không bao giờ cổ suý cho cái việc chúng ta đến với phẫu thuật thẩm mỹ bất chấp, mà chúng ta hãy mạnh dạn đến với phẫu thuật thẩm mỹ nếu như chúng ta cảm thấy những cái khiếm khuyết đó, những cái nhược điểm đó trên gương mặt, trên cơ thể của chúng ta làm chúng ta mất tự tin, thì mọi người hãy mạnh dạn đến với phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi những cái khiếm khuyết đó. Thì Ngọc Hảo tin chắc rằng cuộc sống cũng như công việc của các bạn sẽ có thay đổi. Thay đổi vì chúng ta đã tự tin hơn và chúng ta có mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Giống như bạn Trinh, cái công việc của bạn thay đổi không phải là vì bạn làm phẫu thuật thẩm mỹ mà tướng số và vận mệnh bạn thay đổi, mà là rõ ràng bạn tự tin hơn trong giao tiếp thì cái công việc của bạn nó có nhiều cái thu nhập hơn, thì tất nhiên là cái cuộc sống của bạn nó cũng sẽ thăng hoa hơn rất là nhiều. Và để hiểu rõ thêm cái phương pháp mà bác sĩ Vương Khánh Long đã phẫu thuật trên gương mặt của Hồng Trinh nè, giống như là phương pháp phẫu thuật nâng mũi bọc sụn, cắt cánh mũi, rồi phương pháp nhấn mí là những phương pháp gì và những cái phương pháp đó được phẫu thuật như thế nào, bác Long đã làm qua những cái công đoạn gì, thì ngay bây giờ Ngọc Hảo xin mời quý khán giả cùng với Hồng Trinh đến gặp bác sĩ Long để cùng nghe bác sĩ Long nói về những cái phương pháp đã phẫu thuật trên cái gương mặt của Hồng Trinh quý vị nhé. Dạ, em chào bác sĩ Long. Xin chào Hồng Trinh, lâu quá rồi mới gặp lại con. Bác sĩ nâng chiếc mũi cho con là tới bữa nay là bao lâu rồi? Dặn được 6 tháng rồi. 6 tháng. Sau khi nâng mũi về thì mọi người có nhận định gì? Dạ có, mọi người khen quá trời. Dạ, không có ai chê luôn. Rồi, cái bác sĩ hỏi vui vậy thôi. Nhưng mà bác sĩ nhìn thì bác sĩ cũng biết kết quả rồi. Thật ra cái mũi của con phải nói là nâng là tuyệt đẹp. Rồi mí, sau đó mình cũng bấm mí, là cái mí này cũng rất là đẹp luôn. Lúc mà bác sĩ làm chiếc mũi cho Trinh đó, thì bác sĩ còn nhớ là sau khi khám và đánh giá nhận định á thì bác sĩ có chọn một cái kỹ thuật đó, Trinh còn nhớ không? Dạ. Hay là làm cái gì? Dạ, nâng mũi bọc sụn tay. Nâng mũi bọc sụn tay đúng. Dạ. Vì sao mà bác sĩ Long lại chọn nâng mũi bọc sụn tay? Vì khi mà bác sĩ Long nhìn thấy cái trường hợp của Trinh á thì đây là một cái chiếc mũi mà nó cái đầu mũi nó khá là to, và cái dáng mũi á thì phần trên này nói chung là dáng mũi nhìn chung là thấp, cái phần đầu mũi thì nó lại hơi to, thì cái phương pháp nâng mũi bọc sụn là rất phù hợp. Và khi mà cái đầu mũi nó hơi to thì nó lại có da, nó có nhiều da để chúng ta sử dụng, và chính vì nó có nhiều da như vậy thì cho nên bác sĩ Long mới sử dụng cái kỹ thuật nâng mũi bọc sụn cho Trinh. Và tại sao lại không phải là nâng mũi bằng sóng thông thường mà phải bọc sụn? Là bởi vì rõ ràng là ngày hôm nay chúng ta nhìn một cái chiếc mũi mà chúng ta có cái đầu mũi rất là đẹp, rất là tự nhiên, nhìn nó không có bị lộ sóng, bị bóng đỏ khi mà chúng ta sử dụng cái sụn tay đúng cách, chúng ta lấy đúng chỗ, lấy đúng độ cong, thì khi mà chúng ta tháp lên nó có nhiệm vụ là nó làm cho cái đầu mũi này nó bảo vệ được cái da đầu mũi, và chúng ta xài lâu nó không có bị bóng, không có bị lộ cái sóng bên trong. Còn nếu như chúng ta không bọc sụn tay, hoặc là chúng ta bọc sụn tay mà chúng ta lấy sụn tay không đúng cách đó, thì cái chỗ này nó sẽ có gờ, có góc. Hiện nay thì cái mũi của Trinh á, nhìn nó rất là tròn trịa, cho nên là cái cách mà chúng ta lấy sụn tay cũng như cái cách mà chúng ta bào, chúng ta gọt cái sụn tay như thế nào để cho nó vừa với cái độ cong này, thì đó là một cái kỹ thuật mà
trung tâm thẩm mỹ bác sĩ Long đã làm thực hiện cách đây là nhiều năm rồi. Cái kỹ thuật mà sụn tay này nếu làm không khéo á thì là nó sẽ lộ toàn bộ cái sụn tay lên luôn. Chứ đâu từng thấy những cái trường hợp vậy chứ? Dạ có. Có à? Dạ. Thấy trên mạng có nhiều người sợ bị lỗi lắm. Thì đó là một trong những cái vấn đề của kỹ thuật bột sụn tay. Cùng là nâng mũi bột sụn tay, nhưng nếu cái kỹ thuật khác nhau thì cho ra cái kết quả khác nhau. Cho nên là sẵn qua đây thì bác sĩ Long cũng nhắn nhủ luôn với mọi người là khi mà chúng ta đi làm đẹp thì chúng ta nên chọn những cái đơn vị có tay nghề, có uy tín, bác sĩ có kinh nghiệm. Chúng ta nên là những người làm đẹp thông minh, chứ đừng là nên là nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ. Nói tiếp về cái đôi mắt của Trinh. Đôi mắt thì nó làm ngay vậy nó rất là đẹp luôn. Mà nhìn không có biết, có nhiều người nhìn không biết đúng không? Dạ, tại vì nó cũng không có để lại sẹo gì luôn. Đâu Trinh nhắm mắt coi cho bác sĩ xem nha. Mở mắt đi. Gần như là không có dấu gì luôn, đúng không? Bấm mí mà không có dấu gì luôn. Thì sẵn đây cũng chia sẻ với các bạn xem đài là vì sao bác sĩ Long chọn cái đôi mắt này là bấm mí mà không phải là cắt mí. Yếu tố thứ nhất, đây là một cô gái trẻ tầm khoảng 25 trở lại là chúng ta có thể chọn lựa phương pháp bấm mí. Yếu tố thứ hai là chúng ta thấy rằng cái đôi mắt này nó không có bị quá dư da, không có bị bụp nhiều, không có dư da nhiều. Cho nên bác sĩ Long dựa vào yếu tố thứ hai này là chọn cái kỹ thuật bấm mí. Và cái yếu tố thứ ba là phần mỡ ở trên mí cũng không nhiều. Cái ba yếu tố này là những cái tiêu chuẩn để bác sĩ Long chọn cái kỹ thuật bấm mí hay là cắt mí. Thì hiện nay chúng ta biết rằng tạo mí đôi thì nó có hai loại kỹ thuật phổ biến, đó là bấm mí và cắt mí. Thì bấm mí mà để tạo được một cái đôi mí đẹp như thế này là thông qua cái lỗ bấm mí đó, mặc dù nó là một cái lỗ nhỏ xíu thôi, có thể hút cái túi mỡ ra. Và chính vì chúng ta lấy được cái túi mỡ đó ra cho nên mới tạo được một cái đôi mí đẹp và gọn gàng như vậy. Còn nếu như bấm mí mà không lấy được túi mỡ trong mí mắt ra thì chúng ta sẽ tạo nên một cái đôi mí cũng tạo được đôi mí, nhưng mà đôi mí nó sẽ bị phồng lên, phía trên chỗ bấm cũng phồng mà bên dưới nó cũng phồng luôn. Như vậy thì chúng ta cũng có một đôi mí nhưng mà cái đôi mí nó giống như là nó bị sưng sưng đó. Và để mấy năm chục năm nó cũng không có hết cái vấn đề sưng đó, là lý do là nó bị cái túi mỡ bên trong. Hiện nay thì đôi mắt cũng rất là đẹp, cái gương mặt, cái mũi cũng rất là đẹp, làm cho cái gương mặt thay đổi hẳn luôn, đúng không Trinh? Có ai có cái nhận xét gì trong cái suốt cái quá trình vừa rồi mà Trinh cảm thấy vui không? Dạ có. Có cái nhiều người nói thì cũng có người nói là mũi sữa nhìn tự nhiên quá. Có người nói là nhìn con sữa xong thì giống người Thái. Bữa nay gặp lại Trinh thì bác sĩ cũng rất là vui với cái niềm vui của Trinh. Phải nói là một cái diện mạo và lột xác hoàn toàn. Và với một cái diện mạo đẹp như thế này thì tôi bác sĩ Long cũng xin chúc cho Hồng Trinh sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc và được nhiều cái hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Hồng Trinh rất là nhiều. Ngày hôm nay em đã đồng ý quay trở lại với chương trình và chia sẻ câu chuyện về cuộc sống cũng như công việc của em cho Ngọc Hảo cũng như quý khán giả được biết. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ em cảm ơn chị Hảo. Em cảm ơn chương trình Đẹp Cùng Người Thương. Và những ai đang có khiếm khuyết trên gương mặt hãy đăng ký ngay chương trình Đẹp Cùng Người Thương. Thưa quý vị và các bạn, giống như Hồng Trinh vừa chia sẻ, có thể là bạn hôm nay cũng rất là hồi hộp khi đến với chương trình. Bạn cũng mong muốn nhắn nhủ gửi đến cho những ai có hoàn cảnh giống như bạn mà có những cái nhược điểm mà làm cho chúng ta mất tự tin, thì đừng ngần ngại hãy liên lạc về với chương trình. Biết đâu bạn sẽ là người may mắn giống như Hồng Trinh. Còn đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình quý vị nhé. Đó là 10:45 chủ nhật hàng tuần trên đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long. Ngọc Hảo cũng xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Vương Khánh Long, người đã luôn đồng hành và người đã thực hiện cho tất cả những ca phẫu thuật cho nhân vật của chương trình Đẹp Cùng Người Thương. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại. Ngọc Hảo và Hồng Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý khán giả trong những tập phát sóng tiếp theo của chương trình. Thẩm mỹ viện bác sĩ Long hân hạnh tài trợ chương trình này.